Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và cách cài đặt của chiếc camera hai màu Ranger 2. Với mã sản phẩm của chiếc camera Ranger 2 này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là chiếc camera A42PCL. Với cái độ phân giải của chiếc camera này là 4 mê này, và có nhiều cái tính năng thông minh là xem ngày đêm này, phát hiện theo dõi theo con người này, quay quét 360 độ. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu các tính năng của chiếc camera A42PCL. Thì đây là cái tính năng của chiếc camera. Thì tính năng của chiếc camera này là độ phân giải nó là 4 mê 2K, làm thoại hai chiều, quay quét trái phải lên xuống, theo dõi thông minh, là có nghĩa là bám đuổi. Khi có người chuyển động thì nó sẽ, chiếc camera sẽ quay theo, và chế độ ngủ xem ngày đêm, và theo phát hiện chuyển động, phát hiện con người và đặt lịch khu vực và đặt lịch và phát hiện âm thanh, kết nối wifi và thông báo khi có chuyển động sẽ gửi về điện thoại cho các bạn, có thể lưu trên cloud hay trên thẻ nhớ hay đâu ghi, và có thể zoom. Và bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn để chúng ta cùng nhau đi lắp. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và cách cài đặt chiếc camera Ranger 2 mã A242PCL. Và bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem bên trong cái sản phẩm 42 A42PCL này, thì xem phụ kiện của chiếc camera bao gồm những gì và thiết kế của chiếc camera như thế nào. Sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và cách cài đặt. Đây là chiếc camera, và chúng ta xem phụ kiện. Thì mình sẽ đây quyển phụ kiện của nó. Mình mở ở chiếc camera ra. Đây là thiết kế. Đây là chiếc camera A42PCL. Và ở trong cái hộp phụ kiện của chiếc camera A42PCL này thì đây là quyển sách hướng dẫn này. Này, quyển sách hướng dẫn lắp đặt và cài đặt của chiếc camera hai màu. Và đây là cái tấm dán để chúng ta bắt lên các bề mặt, để chúng ta bắt vít và khoan nó chuẩn so với chất đế. Đây là bộ vít. Và đây là cục nguồn chuyển đổi dòng điện 5V 1A. Và đây là sợi dây nguồn USB. Và đây là cái chân đế của chiếc camera. Và đây là thiết kế, đây là chiếc camera A42PCL. Với chiếc camera 42 thì có mắt camera nó sẽ bị trang bị là cái chỗ này màu vàng nhé. Và viền ở đây là viền trắng, không có. Và đây là mặt trước logo của hãng. Và đằng sau của chiếc camera thì khu vực này là khu vực loa. Đây là jack cắm hẳn mạng. Jack cắm nguồn, đây là jack cắm dây lan hàn mạng. Đằng dưới này là khu vực lắp chân đế và tem sản phẩm và serial sản phẩm. Với chiếc camera này thì đây, chỗ này là đèn báo tín hiệu có điện, hay là phát hiện là chiếc camera này đang kết nối wifi, đèn báo tín hiệu nhé. Đây là mắt camera. Còn khu vực lắp thẻ nhớ của chiếc camera và nút reset của chiếc camera A42PCL này thì các bạn sẽ cầm camera như thế này, và chúng ta gạt mắt camera lên. Và đây là khu lắp thẻ nhớ và nút reset của chiếc camera. Thì lắp thẻ nhớ của chiếc camera này thì nó là phần khuyết của chiếc thẻ nhớ ở bên tay phải, phần đồng ở phía dưới. Và bây giờ nếu các bạn lắp camera thì chiếc camera A42P này thì các bạn sẽ phải mua thêm thẻ nhớ để chúng ta lưu trữ, hay là lưu trên đầu ghi hay lưu trên cloud. Trong cái hộp sản phẩm thì lưu ý là không bao gồm thẻ nhớ các bạn nhé, nên các bạn phải mua thẻ nhớ thêm để chúng ta tùy theo thời gian các bạn lưu trữ như thế nào thì các bạn lựa chọn thẻ nhớ phù hợp. Lưu ý là các bạn sẽ phải chọn thẻ nhớ chuyên dụng cho cam và hàng chính hãng thì sẽ đảm bảo cái việc lưu trữ và xem camera, nó sẽ xem lại chiếc camera nó sẽ thuận tiện hơn và nó sẽ không bị giật. Đấy. Đấy là lưu ý là chúng ta sẽ dùng thẻ nhớ chính hãng để đảm bảo cái việc là chúng ta lưu trữ và tuổi thọ thẻ nhớ nó sẽ được bền hơn.
Và bây giờ mình sẽ lấy thẻ nhớ để chúng ta lắp vào chiếc camera để tí nữa chúng ta sẽ đi cài đặt như thế nào. Đây, thẻ nhớ là micro SD các bạn nhé, thẻ nhỏ. Và chúng ta sẽ cầm cái thẻ nhớ như thế này và cầm cam như thế này, và các bạn sẽ đưa cái thẻ nhớ vào khu vực này. Đấy, đưa vào đây và các bạn dùng tay chúng ấn vào đây, tách cái là được, và chiếc thẻ nhớ đã ngậm bên trong nhé. Thì chiếc camera này thì A42PXL này thì lắp đặt thì có thể lắp đặt này ở để trên kệ kệ giá sách hay kệ tivi hay là trên nóc tủ lạnh. Đấy là việc là chúng ta không cần lắp đặt, mà chúng ta chỉ cắm điện và cài đặt khi chúng ta để trên các kệ giá sách hay kệ tivi hay là tủ lạnh hoặc là trên nóc tủ. Đấy là việc chúng ta chỉ cầm cắm dây và cài đặt để chúng ta đã xem được rồi. Còn lưu ý, còn chiếc camera này có thể là lắp đặt ở khu vực như là ở trên chân này và trên tường. Trên chân, trên tường thì lưu ý là chiếc camera nó sẽ phải gần như là sẽ bắt buộc như thế này. Chiếc camera nó sẽ quay ngược như này. Và các bạn sẽ dùng cái chân đế ở trong cái hộp kỹ thuật, và chúng ta sẽ bắt lên trên chân. Đây, bắt vít trên chân, và hai cái tay này sẽ ở phía dưới chỗ camera. Và chúng ta sẽ lắp chân đế. Đây là cái chân đế cai của camera. Và các bạn sẽ đây nhá, các bạn cầm camera, các bạn khi bắt chặt rồi thì các bạn sẽ quay ngược theo kim đồng hồ. Đấy, thì chiếc camera nó sẽ khóa lại. Còn các bạn muốn mở ra thì các bạn sẽ vặn con cam nhé. Vặn con cam ngược kim đồng hồ là nó sẽ tháo được cái camera ra khỏi chân đế. Đấy là việc khi các bạn lắp trên chân, trên tường. Lưu ý lắp trên chân, trên tường quay ngược như này thì các bạn sẽ tạo hình error. Thứ nhất là các bạn có thể mua hẳn cái hộp kỹ thuật 110.10. Hai là các bạn sẽ mua cái hộp đế lơ nó có hình chữ R, và chúng ta cái hộp kỹ thuật đấy thì nó có tác dụng là tạo hình R là thứ nhất, thứ hai là giấu những cái dây nguồn thừa để chúng ta đi dây cho chiếc camera nó thẩm mỹ hơn. Đấy là tác dụng của cái hộp kỹ thuật. Đấy là mình đã hướng dẫn các bạn lắp đặt chiếc camera ở những vị trí như là để trên bàn hay kệ tivi. Đấy là việc chúng ta không phải lắp đặt. Còn việc lắp đặt ở trên chân hay trên tường thì các bạn sẽ phải mua kỹ thuật. Đấy là mình đã hướng dẫn các bạn cách lắp đặt. Và bây giờ mình sẽ đi vào, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt chiếc camera này để làm thế nào để chúng ta xem được qua trên điện thoại bất kể nơi đâu, để tăng cái việc bảo mật cho, để chúng ta có thể là đảm bảo an ninh cho gia đình hay cửa hàng. Và lưu ý cái sản phẩm camera A42P-L này thì chỉ lắp trong nhà các bạn nhé, không lắp được ở ngoài trời. Lưu ý chiếc camera này không chịu được nước, nên các bạn lưu ý khi lắp chiếc camera này cho nó đúng phù hợp với mô hình lắp đặt. Và bây giờ mình sẽ đi cắm điện và để chúng ta đi cài đặt chiếc camera A42P-L này. Chiếc camera này có độ phân giải 4 m và có nhiều cái tính năng thông minh, và khi các bạn mua về các bạn theo dõi video này là các bạn có thể tự lắp đặt hay là tự cài đặt cho mình và biết sử dụng chiếc camera A42P-L. Và bây giờ chúng ta đi cắm điện cho chiếc camera, và chúng ta sẽ đi cắm điện này. Chúng ta cắm đầu USB cho vào cục adapter và chúng ta đi cắm điện. Và chúng ta sẽ cắm cái sợi dây nguồn của chiếc camera vào cái phần rắc cắm của cái camera. Đi là cái phần thẳng này nó ở phía trên, phần vát nó ở phía dưới nhé. Và chúng ta sẽ ấn tay vào. Đấy. Khi ấn tay vào thì các bạn sẽ nhìn thấy chiếc camera có một cái đèn báo tín hiệu màu đỏ đây. Đấy. Là chúng ta thể hiện là chiếc camera này đã có điện vào. Và bây giờ
giờ sẽ chúng ta sẽ đợi chiếc camera, cái đèn báo tín hiệu này nháy mở. Đây, chiếc camera đang khởi động nhé. Và lưu ý thì chiếc camera đèn nháy tín hiệu màu xanh nhanh là chúng ta sẽ thể hiện là chiếc camera này chưa được kết nối wifi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đèn nháy xanh nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ vào điện thoại để chúng ta tải một cái phần mềm ở trên điện thoại, đó là cái phần mềm iMoLi, giúp chúng ta quản lý và bảo mật trên cho chiếc camera iMo khi các bạn sử dụng chiếc camera này. Và bây giờ mình sẽ vào điện thoại để chúng ta tải phần mềm. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt là cái phần mềm iMoLi ở trên điện thoại. Thì trước tiên thì các bạn sẽ vào phần CH Play, cửa hàng Play này để chúng ta đặt phần mềm iMoLi. Với trên điện thoại Android thì các bạn vào CH Play này, các bạn tìm kiếm phần mềm iMoLi. Trên điện thoại iPhone thì các bạn sẽ tìm ở trong mục là Apple Store, tìm phần mềm iMoLi. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn sử dụng ở trên điện thoại Android thì các bạn download phần mềm iMoLi. Và các bạn sẽ bấm vào cài đặt. Và phần mềm iMoLi đang được tải. Quá trình tải và cài đặt của phần mềm iMoLi ở trên điện thoại Android đã xong. Thì khi tải xong thì phần mềm nó sẽ thông báo cho các bạn bấm chữ mở. Và các bạn bấm chữ chấp nhận. Các bạn bấm chữ đã hiểu. Và các bạn bấm trong khi sử dụng ứng dụng. Đây là cái giao diện phần mềm iMoLi ở trên điện thoại. Và trước tiên thì các bạn để chúng ta quản lý và bảo mật cho chiếc camera iMo thì các bạn sẽ phải đăng ký giúp mình một cái tài khoản cho phần mềm. Các bạn bấm vào chữ đăng ký. Đến bước này thì các bạn sẽ chọn khu vực và chọn đến Việt Nam. Các bạn tích vào đây và các bạn bấm vào mũi tên bên tay phải. Và các bạn đăng ký số điện thoại các bạn cần đăng ký. Ví dụ số điện thoại mình đăng ký là 0914169845. Và các bạn đánh mật khẩu từ 8 đến 32 ký tự. Ví dụ mình đặt là tên mình, ngày tháng năm sinh chẳng hạn, hay là địa chỉ ở đâu chẳng hạn. Ví dụ như là từ Hacom chẳng hạn, 131. Và các bạn lưu ý hai cái mật khẩu. Đây là gõ lại mật khẩu lần nữa. Sau khi các bạn đánh xong mật khẩu thì các bạn tích vào đây. Và các bạn sẽ bấm vào tôi đã đọc và đồng ý, bấm mũi tên sang phải. Đến bước này thì các bạn sẽ đợi server của hãng gửi một cái mã xác nhận cho các bạn số điện thoại mà các bạn đăng ký. 573622. 573622. Và các bạn phải đánh chuẩn cái mã xác nhận đó và các bạn bấm mũi tên. Trên đây thì các bạn sẽ bấm chữ đăng ký để xác nhận. Đấy, với điện thoại Android thì nó sẽ tự nhảy vào cái phần khi các bạn đăng ký xong. Đến đây thì các bạn sẽ bấm chữ mình là truy cập ngay vào tính năng bạn cần thiết, cần nhất. Các bạn bấm OK. Các bạn bấm OK. Ở đây thì phần mềm của hãng có hỏi là vì sao bạn lựa chọn camera an ninh. Thì các bạn có thể lựa chọn mong muốn hay là các bạn trả lời bằng cái hình thức gì cũng được. Ví dụ như là quan sát cửa hàng chẳng hạn, bấm gửi. Các
bạn tap vào đi. Và bạn kế hoạch trải nghiệm của người dùng, các bạn bấm sau đó. Các bạn vừa đăng ký xong cái tài khoản bằng số điện thoại. Và bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ gắn chiếc camera vào phần mềm và tài khoản iMoLive để chúng ta sẽ tăng bảo mật cho chiếc camera. Các bạn bấm vào dấu cộng trên cùng bên tay phải và chúng ta bấm quét mã QR. Và chúng ta sẽ đưa cái điện thoại của chúng ta vào phần mã vạch của chiếc camera iMoLive. Chỉ vào cái phần mã vạch vuông vuông này. Đấy. Khi các bạn quét xong rồi và tít như này. Và các bạn nhìn thấy cái phần lắp thẻ nhớ rồi thì các bạn bấm chữ tiếp này, các bạn bật lên này, chỉ dùng một lần này, và các bạn bấm OK này. Bước tiếp theo này, các bạn sẽ lựa chọn Wi-Fi. Băng Wi-Fi ở đây là băng tần 2.4G và đánh mật khẩu Wi-Fi, tên Wi-Fi và password Wi-Fi này. Tên Wi-Fi là băng tần 2.4G mà muốn chiếc camera kết nối, và mật khẩu, đây là mật khẩu Wi-Fi. Các bạn khi các bạn kiểm tra đúng rồi thì các bạn bấm chữ tiếp theo. Và chúng ta sẽ bật volume điện thoại to hay cỡ và để điện thoại và camera và Wi-Fi ở gần nhau. Khi kết nối cài đặt thành công thì chúng ta sẽ đi lắp đặt chiếc camera. Đến đây thì các bạn sẽ đợi chiếc camera nó kết nối Wi-Fi. Đến bước này thì các bạn có thể đặt tên Wi-Fi, tên cam. Thứ nhất là các bạn đặt tên đây, ví dụ thế này. Đấy, các bạn tích vào đây. Và các bạn sẽ lựa chọn cái múi giờ cộng 7. Các bạn bấm tiếp. Cái đây là chế độ thông báo của hãng là các bạn có sử dụng, thử dùng các tính năng của server cloud hay không. Nếu các bạn không thì các bạn bấm chữ sau đó. Và chiếc camera đã được gắn vào tài khoản iMoLive ở trên điện thoại. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc camera iMoLive A42P chữ L này. Các bạn khi các bạn gắn được cái camera vào rồi thì bây giờ chúng ta muốn xem trực tiếp chiếc camera thì các bạn bấm vào cái tam giác mà chiếc camera các bạn muốn xem. Đây là chiếc camera đã cài đặt và đã xem được trên điện thoại. Mình giới thiệu các bạn các nút ở để chúng ta khi chúng ta sử dụng chiếc camera ở đây. Thì đây là biểu tượng loa để chúng ta có thể nghe âm thanh. Còn đây là biểu tượng quay phim để chúng ta lưu cái video hiện tại hay quá khứ vào phần album của phần mềm iMoLive. Còn đây là cái biểu tượng mic. Cái biểu tượng mic này để chúng ta có thể nói từ điện thoại và chiếc camera phát ra khu vực loa để cho đối đàm thoại hai chiều. Còn đây là biểu tượng chụp ảnh để chúng ta chụp ảnh ở trong cái khi chúng ta đang xem trực tiếp hay là trong quá khứ. Khi các bạn xem lại thì cái tính năng này là chúng ta chụp ảnh. Còn đây là cái biểu tượng chọn độ phân giải của chiếc camera khi các bạn muốn xem. Thì chiếc camera các bạn sẽ là độ phân giải là 480 hay là 1080 hay là 4M tùy theo cái tốc độ mạng khi các bạn đang xem chiếc camera. Nên để chúng ta lựa chọn cái mạng cho nó phù hợp và xem tốc độ nó cao hơn và đúng theo nhu cầu. Còn ở đây thì để các bạn quay quét được chiếc camera thì các bạn bấm vào biểu tượng dưới cùng bên tay trái. Đây là biểu tượng quay quét, đây quay trái này, quay phải này, lên này, xuống này. Đấy. Còn cái biểu tượng này là thông báo khi
chiếc camera có người báo động khi các bạn bật, nó sẽ gửi về đây. Còn các bạn đây, các bạn sẽ mục ba gạch này là thể hiện là phần xem lại cho chiếc camera. Thì đây đang không có ghi bản ghi. Đây là cái biểu tượng phần dịch vụ của trên phần mềm. Còn để các bạn cài đặt được chiếc camera này, khi các bạn vào cài đặt được chiếc camera thì các bạn khi các bạn xem trực tiếp thì các bạn bấm vào lục giác trên cùng bên tay phải và các bạn sẽ lựa chọn các tính năng cài đặt ở trong chiếc camera. Và lưu ý thì các bạn sẽ nhìn thấy phần trạng thái bộ nhớ. Và khi các bạn lắp thẻ nhớ vào chữ và mà chưa thấy thì các bạn sẽ bấm vào đây và chúng ta sẽ định dạng. Phần này là phần định dạng thẻ nhớ cho chiếc camera lưu vào thẻ nhớ. Ở trong cái mục này thì các bạn sẽ lưu theo chuyển động hay lưu theo liên tục, tùy theo các bạn muốn. Nếu các bạn muốn lưu liên tục thì các bạn bật chế độ là ghi theo lịch trình. Tiếp theo thì các tính năng cài đặt cơ bản ở trong cái chiếc camera nó ở trong này. Còn khi các bạn lắp ở trên tường ấy hay trên trần thì chiếc camera này nó sẽ đang bị ngược, thì các bạn bấm vào mục thêm và chúng ta sẽ bật cái chế độ là xoay hình ảnh thì chiếc camera sẽ thuận mắt. Đấy, khi các bạn lắp ở trên trần hay trên tường, các bạn lắp quay ngược chiếc camera. Và để các bạn cài đặt được trên nhiều điện thoại thì các điện thoại khác các bạn phải đăng ký một cái tài khoản và các bạn bấm vào chia sẻ ở đây, chia sẻ thiết bị, và các bạn sẽ được chia sẻ cho 6 điện thoại và các bạn bấm dấu cộng ở đây hay là Gmail đều như vậy. Đều vậy nhé. Nếu các bạn muốn đăng ký bằng bằng hòm thư thì các bạn bấm đây, còn nếu các bạn chia sẻ cho bằng số điện thoại thì các bạn bấm vào biểu tượng điện thoại và các bạn bấm đăng nhập, bấm số điện thoại cần chia sẻ vào đây và bấm tiếp theo và phân quyền cho người ta xem những quyền nào thì các bạn lựa chọn. Để chi tiết hơn thì mình có một cái video phần cài đặt cho nhiều điện thoại. Đây là mình đã hướng dẫn các bạn cách cách lắp đặt và cách cài đặt khi các bạn mua chiếc camera Ranger 2 mã A42 hoặc là A222 EP bản 2M hay 4M. Thì các bạn sẽ khi bạn mua về thì các bạn sẽ xem video này, thì mình đã có hướng dẫn chi tiết về cách lắp đặt và cách cài đặt khi chúng ta mua về chiếc camera này về có thể tự lắp đặt và cài đặt được. Và chúc quý bạn thực hiện thành công việc lắp đặt và cài đặt của chiếc camera Ranger 2. Và trong quá trình cài đặt các bạn không hiểu chỗ nào hay các bạn không hiểu ở trong chiếc camera khác thì các bạn có thể comment nhắn tin Zalo số điện thoại ở bên dưới. Và quý bạn cần tư vấn hay cần lắp đặt thì các bạn cứ nhắn tin gọi điện thoại giúp mình. Số điện thoại mình để bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Và quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và ấn nút chuông để khi mình ra một video mới thì mình các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích. Và mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video hơn. Và xin chân thành cảm ơn quý bạn. Rất mong quý bạn hãy ủng hộ giúp đỡ, bấm like và chia sẻ giúp video và nhớ giúp mình bấm đăng ký kênh và ấn nút chuông để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích và mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn quý bạn ở video tiếp theo.